Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu về mình. Em tên là Quỳnh Đuối Nguyễn Khánh, em nay em 24 tuổi, hiện em đang làm việc sinh sống tại Long An. Nghề nghiệp của em là công nhân lãnh vật tư của công ty Giới Việt Nam, một thành viên. Ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là võ Vôi Nam. Cái gì anh không có nghe. Dạ, thích võ Vôi Nam. Hả? Võ Quyền Lan. À, thích võ Quyền Nam. Võ Quyền Nam. Hả? Quyền Nam. Thấy chưa, nói nhanh quá. Dạ. Tóm lại giờ nói chậm hơn chút xíu nữa coi, cười cái coi. Đúng rồi. 2, 3. Em tên là Quỳnh Đức Nguyễn Khánh, năm nay em 24 tuổi, hiện em đang làm việc sinh sống tại Long An. Nghề nghiệp của em là công nhân lãnh vực tư của công ty Giới Việt Nam, một thành viên. Ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là em thích môn võ Vôi Nam. Rồi, vậy được rồi. Đó, chậm về nha Khánh nha. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin kính chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Lên và anh kế bên. Em tên Trần Nguyễn Minh Nguyệt, 24 tuổi. Nghề nghiệp em là giáo viên mầm non, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là hiền, ít nói, biết vẽ. Còn khuyết điểm của em là chưa biết nấu ăn ạ. Vẫn là mẹ nấu cho ăn đúng không? Mẹ với nhỏ em à. Rồi, Khánh bữa nay là làm quen với cô giáo mầm non đó nha. Dạ. Rồi, cười cái coi. Rồi, bây giờ Khánh nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là thích môn võ Vôi Nam. Nữa, võ Vôi Nam. Anh ơi, nói chiều từ được không ạ? Thì được. Anh có bị danh là Khánh Rùa, tại ông bà già xưa nói chậm như rùa mà chát. Khánh Rùa có cái khuyết điểm gì không? Dạ, em có khuyết điểm là hay quên và nói không được nhanh. Nói không được nhanh hả? Dạ. Lại dạ, với lại không biết nấu ăn. Trời ơi, cô bên kia không biết nấu ăn rồi, anh này không biết nấu ăn nữa. À, bây giờ cô gái bên kia, cô trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình ạ. À. Quả được 2 năm mà, tại vì cho ảnh đi làm nhiều nữa và không được chung thủy à, cho nên em chia tay. Tới giờ này em vẫn chưa có người yêu à. Chia tay bao lâu rồi? Cũng được 2 năm. Bạn trai mình mấy mối tình rồi em? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình, mối tình thời học sinh, học lớp 10 và mối tình cách đây 2 năm. Em quay một bạn nữ là do em cho bạn nữ một con chó con, rồi hai người tìm hiểu nhau. Con chó con mà tôi nghe lộn. Cái gì tôi nghe con cho bạn nữ. Cho bạn nữ một con chó con. Trời ơi. Hai người cũng tìm hiểu nhau rồi quen nhau cũng được 6 tháng. Do gia đình bạn nữ không có cho bạn nữ đi chơi nên em và bạn nữ không có thời gian tìm hiểu nhau, chỉ ở nhà nhắn tin thôi. Dạ, em xin hết. Hay là lấy lợn chó? Dạ không, em có đầu quà. Trời, dễ thương quá. Rồi, vậy em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai cao hơn em, không gia trưởng. Anh không có gia trưởng em ơi. Không bạo lực gia đình, không keo kiệt, không say xỉn tối ngày ạ. Em có cái mà mẫu người, có ngoại hình không? Có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Ừ, em gái đó, cái có, người có. Mẫu mà em hình dung ra đây người... đây có luôn, từ bạn từ đời đợi của em chút khá... đây đưa cái mẫu qua cho coi. Trời ơi sao vẽ sao cái mẫu bạn trai giống gái vậy nè. Anh coi đi đâu, đưa anh coi cái Khánh đó, đưa anh lên anh coi coi rồi coi nhắm hay giống được nhiều phần trăm. Trời ơi, mặt tôi giống Khánh như ta. Dạ giống Khánh rồi. Giống Khánh. Dạ dạ giống em. Giống ha, giống em không đẹp trai. Không mà giống mà thiệt. Trời ơi coi cái đầu nè, vẽ tóc y chang luôn mọi ơi, tóc y luôn vậy đó nha, vẽ cái trán dồ ý không phải cái trán hài, trán giống trán siêu cho giống hài hòa. Hài hòa. Dạ, dạ. Trán hài hòa được rồi, rồi. Cầm cái bó hoa này nữa ha, thôi được rồi, đẹp á. Rồi em thấy em đạt tiêu chuẩn rồi phải không? Dạ, đạt tiêu chuẩn rồi. Vậy cái mẫu người bạn gái của em tìm là người như mẫu thế nào? Người bạn gái của em cần tìm là hiền ngoan giống như chị MC Cát Tường. Trời ơi, tôi hiền ngoan hả trời. Sao nó ngược dữ vậy trời. Cao trên 1m52 thôi. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m7. Bao lâu thì em mà đám cưới được? Dạ khoảng từ 1 tới 2 năm. Lấy về mình sẽ sống ở đâu? Mình sống riêng hay là mình sống chung với ba mẹ? Nếu mà trong thời gian đầu thì mình sống chung với cha mẹ. Nếu mà sau thời gian sau mình có điều kiện mình sẽ ra riêng. À, dạ được. Chàng trai rất lễ phép với phụ nữ. Để anh qua coi bên đàn gái sao nha Khánh. Dạ. Em chào anh ạ. Dễ thương ha. Nãy giờ em cảm giác chàng trai bên đây thế nào?
có hợp với em không? Dạ cũng hợp và cũng hiền. Cũng hiền, anh hiền dạ. lắm. Mình có đảm bảo được là mình lo cho vợ cho con rồi không? Dạ được, công việc ổn định. Ổn định dạ, đúng không? Dạ. Rồi vậy là được rồi. Bây giờ rồi. Mình hỏi ý kiến người thân coi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ, nhỏ em, sếp và hai anh chị đồng nghiệp à. Chào cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào chào MC Quỳnh Linh, MC Cát Tường và hỏi nhà trai cùng em trai trên đây. Dạ. Thì mình là mẹ của bé Nguyệt. Bé Nguyệt nó cũng hiền, nấu ăn thì nó cũng biết sơ sơ thôi. Chứ không phải là không biết. Nhận xét hôm nay thì em trai này nó cũng thấy cũng cái vẻ hợp tính với cháu bệnh. Thì nếu được thì hai đứa hẹn hò đi tìm hiểu lẫn nhau. Là được thì tiến tới càng ngày càng xa hơn. Đây nhường cho sếp. Dạ con cảm ơn cô. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Khánh và chào tất cả mọi người trong rừng quay. Nãy giờ thì nghe hai bạn nói chuyện ấy, trao đổi ấy, thì thấy hai bạn cũng có những cái điểm tương đồng. Cái nhược điểm là cả hai bạn không biết nấu ăn, nhưng mà mình nghĩ rằng là đấy không phải là một cái trở ngại lớn. Quan trọng là mình muốn thay đổi và mình muốn học thì những cái đó không là vấn đề. Và quan trọng là hai bạn tạo cho mình một cái cơ hội có dịp để tìm hiểu với nhau. Cảm ơn chương trình đã kết nối được hai bạn, có tạo cơ hội cho hai bạn gặp gỡ. Rồi, cảm ơn cô giáo. Hôm nay mình đi với ai em trai? Dạ em đi với bà nội, với mẹ, với anh họ, với cô. Em xin chào Cát Tường. Em xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Em là mẹ của Khánh. Dạ. Em chào em cô gái. Chào cô. Dạ, cháu gái. Chào mấy cô. Chào họ nàng gái. Dạ. Thôi xin để cho bà nội nói đi. Bà nội nói trước đi. Mẹ chào ông hồi rồi mẹ nhường qua cho bà nội. Chào cậu Thị Linh. Dạ. Chào dì Cát Tường. Dạ. Dự kiến đây đừng mà cho cô bác biết bên đàn gái và bên đàn trai cho biết bà nội. Bây giờ bà nội nói với con vậy. Một năm cưới đi. Đừng để lâu quá, đồ bà nội già quá rồi. Dạ. Tôi không biết bà nội có sống được dự lễ đám cưới tụi con không? Vậy là tụi con tính sao? Tụi con sao? Chào bà nội đi em. Nói thì bà nội già, nói thì làm liền chứ không có để lâu. Làm liền hả nội? Dạ, chào bà nội đi. Nhưng nội thấy cháu dâu bệnh được không? Xứng lắm. Thôi bây giờ mình tới đây mình cũng như mình dự kiến mừng cho con cháu. Vậy rất quý rồi. Dạ. Tụi cháu tiến hành sớm nha, tiến hành sớm đi. Dạ, dạ. Rồi, tiến hành sớm luôn. Chúc mừng lớn, chúc mừng hai đứa luôn. Ủa nhưng mà Khánh ở đâu qua nè? Dạ, ở Long An. Long An? Dạ. Long An. Tức là bên kia Nguyệt là ở Sài Gòn đúng dạ. không? Dạ. Thí dụ bên đàn gái mà muốn bắt rễ Khánh lên Sài Gòn ở, Khánh chịu không? Dạ chịu. Chịu không? Dạ chịu. Chịu luôn. Dạ. Hả? Dạ. Mở hàng rào ra để cho hai bạn trò chuyện với nhau ha, chứ giờ gia đình hai bên đàn trai đàn gái là nóng lắm rồi. Ý đàn trai quyết liệt rồi nha. Mở rào. Không biết đàn gái sao nha. Tấn công như Khánh. Em chào anh. Muốn tặng em. Em cảm ơn anh, em cũng có quà muốn tặng anh. Em có cà vạt muốn tặng anh. Anh Quyền Linh ơi, hát giùm em cà vạt nha. Hả? Hát giùm em cái cà vạt được không ạ? Hát nữa hả? Hát anh. Không, anh hát. Hả? Anh hát em đeo vào. Anh hát hả? Dạ, à, em không biết hát. Anh cũng biết luôn. Thôi thất bại đi, nói chung là coi như tấm lòng đi ha. Dạ. Kệ nó. Trời ơi, con bị thất cà vạt coi như vậy đi. Đó, đeo vô đi, kệ nó. Đeo vô. Thầy kệ nó buộc đại đi. Giống như cột cuộc đời của nhau vậy đó. Em xin lỗi. Vậy đi. Chưa thấy ai mà thắt cà ra mắt nó đẹp kiểu này vậy trời. Ấn tượng hết chứ. Không có ai thắt cà ra mắt kiểu này đâu nha. Được rồi đó Khánh, ngồi đi Khánh. Anh thấy em như thế nào? Em thấy anh xinh đẹp, dễ thương. Em thấy anh xinh đẹp, dễ thương. Còn... Vì em thấy anh xinh đẹp. Nó ngược rồi. Anh thấy em xinh đẹp. Ừ vậy mới đúng. Dạ. Anh đang rung đúng không ạ? Dạ anh đang rung. Dạ anh Chí, nói chuyện với em mà dạ anh Chí. Anh thì thích mẫu người con gái cột tóc. Anh lên đây anh cũng chuẩn bị món quà để cột tóc cho em. Hay quá.
Cột, cột. Cột luôn. Thì nó cột cao lắm như cột cà ra bát thôi chứ gì. Trời ơi, cột luôn cái. Trời, chưa thấy nữa. Mà nói chung là cũng có. Dạ, em cảm ơn. Coi như cột cuộc đời lẫn nhau rồi đó. Dạ. Em cảm nhận như anh như thế nào? Anh thấy anh hiền. À, nhưng mà hình như anh hơi khó mở lòng đúng không ạ? Dạ, anh thấy run. Dạ hoài trời ơi. Anh đừng có dạ. Dạ, dạ. Cuối tuần anh có đi đâu chơi không ạ? Không, anh ở nhà không à. Dành thời gian cho Movie Nam. Đúng rồi, múa Movie Nam gì kìa. Anh có thể diễn võ cho em với mọi người xem được không ạ? Dạ. Dạ, anh đừng có dạ. Anh lên đây anh cũng muốn tặng em một bài thơ. Anh do anh sáng tác. Này cô em gái dễ thương, đi đâu xa một mình đơn phương, phải chăng suy nghĩ linh tinh hay là nói đến chuyện tình đôi ta? Năm nay anh đã 24 tuổi rồi, nên anh mạn phép nói ra điều này. Em hãy nghe anh trình bày rằng em đã biết điều này hay chưa. Lòng anh hối tiếc chưa một lần yêu, nói ra cho thấy nhẹ lòng. Em đây không biết có cần anh không, nếu em không ngại gió đông, cho anh sưởi ấm trong lòng em đây. Chỉ cần anh ở nơi này, anh xin hứa mãi mãi bên em, cho em phút giây ấm êm và bao nhiêu thứ êm đềm mai sau. Này em cô gái, ý em ra sao, anh đây lo được mai sau đủ đầy. Dạ anh xin hết. Em cảm ơn anh. Hai. Múa giỏ, múa giỏ. Rồi múa giỏ nữa mới đủ, múa giỏ nữa. Bảo bọc gió đông rồi ha. Dạ em cảm ơn. Coi múa được không nha. Ừ. Rồi cuối tuần anh có thể dẫn em đi cà phê và xem phim được không? Ok. Anh đến đây cũng là một cái duyên, mình hãy cho nhau một cơ hội để, rồi để tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân. Em có đồng ý hay không? Em đồng ý. Em thích con trai hay con gái? Trai hay gái thì đều được hết à. Trời cho con nào mình nuôi con đó. Rồi thôi bây giờ hai bạn nhìn nhau ha. Chúng ta đang suy nghĩ cái gì, cảm nhận gì về đối phương. Mỗi người mình nói với nhau một câu thôi, chân thành nhất. Rồi chúng ta quyết định tiến hành bấm nút hay không. Em hy vọng anh sẽ bấm nút. Em muốn em bấm nút và mình để đi đến hôn nhân. Rồi được rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm. Hai bạn dễ thương lắm à. Nhớ đi đâu uống cà phê rủ tôi đi nha. Cố gắng sớm sớm nha, một năm thôi nha, để hai năm lâu quá. Bên kia quyết định nha. 1 2 3 hết thời gian. Nắm tay đi Khánh. Hai đứa nhỏ này nó đáng yêu vô cùng luôn vậy đó. Xin mẹ nè, xin hôn cái kìa. Nói với má kìa, con về lần hứa lên làm rể gì đó. Dạ con hứa sẽ lên làm rể mà má. Ba. Con kêu má luôn cho gọn luôn đi. Thì con hứa sẽ lên làm rể má. Xin má cho con hôn em gái một cái. Xin má cho con hôn bà nữ một cái. Anh cứ chia sẻ bình thường nha, tụi em vẫn đang nghe á. Rồi mời anh giới thiệu về mình trước nè. Cái gì anh ơi? Chị đang hỏi với bác thường mình, không biết chị đang hỏi ai đâu. Tại vì em đang gọi nhóm. Dạ, em mời anh giới thiệu về mình trước ạ. À. Mình tên là Đặng Trường Sinh. Mình thì ở Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Hiện tại là mình đang làm tại khu công nghiệp Long Thành. Công ty là mình đang làm công ty Dimium. À là anh á. Công việc hiện tại mình đang làm là công nhân bên phòng lab á. Ừ, công nhân bên phòng lab. Anh là sinh năm bao nhiêu anh sinh? 97 chị. À, sinh năm 97 hả? 1987. À rồi, 1987, ok. À, bây giờ là anh xin sẽ chia sẻ về bản thân mình một xíu ha. Mình có gọi là những cái điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha. Điểm mạnh của mình thì thực tế thì mình thì chỉ có
cũng ít điểm mạnh lắm chị ơi, không có nhiều điểm mạnh đâu, tại vì mình là mình thôi, cũng là nhân viên bình thường thôi, nên thường thường lại mạnh không có nhiều lắm. Tìm hiểu mình hơi chậm một xíu. Được nhanh không? Chậm là cụ thể là mình chậm cái gì? Chậm trong sinh hoạt cá nhân, công việc hay như thế nào? Mình làm đó, mới chỉ tức là chậm so với mọi người. Mình làm hơi chậm thôi chị, chứ còn việc gì mình làm cũng được. Là hiện tại là anh Sinh là đang ở Đồng Nai hả anh? Đang ở Đồng Nai. Rồi, ok. Là trước giờ là trong chuyện tình trường của mình thì như thế nào? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Hiện tại thì nói ra thì mình chỉ có một anh chị ơi. Vì cũng lâu rồi, mình quen bạn đó từ khi mình học đại học đến giờ. Là quen xong rồi ra trường là tự chia tay đi như thế nào? Thì đã sau năm cuối, họ mình chia tay khi mình học năm cuối. Rồi từ đó tới giờ bao lâu rồi anh không quen ai? Mình có quen, tính ra thì không phải là quen đâu chị, kiểu mà nói chuyện không muốn nói chuyện nhiều á. Rồi, bây giờ mình mong muốn hình mẫu bạn gái như thế nào? Nói chung thì bạn gái của mình đơn giản chị, chủ yếu là người ta biết rồi họ sẽ chia sẻ là một, cái hai là biết cách quan tâm đến nhà mình. Lúc này không phải quan tâm nhà mình nhiều lắm đâu, chỉ cần biết chăm sóc ba mẹ là được rồi. Quan tâm ba mẹ á, đơn giản vậy thôi. Còn về ngoại hình, tuổi tác, quê quán rồi thì như thế nào? Ngoại hình thì nói chung thì mình chỉ cần dễ nhìn một xíu là được. Cao thấp mập ốm như thế nào? Cao thì không cần bạn mới cao lắm đâu, chỉ còn cao hết 50 là được rồi. Rồi tuổi tác cô này thì sao anh? Tuổi tác thì có thể là nhỏ hơn mình 3 tuổi hoặc là 2 tuổi gì đó. Chứ toàn tầm tuổi mình trở xuống được không? Dạ được chị. Rồi có điểm gì mình không thích ở bạn gái không anh Sinh ơi? Mình không thích anh chị. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là mình không thích bạn gái. Nói chung là sao ta, nó cũng như người ta giống như là một không cần mình với bạn gái mà chăm chút về ngoại hình quá là mình không thích lắm. Không thích chăm chút về ngoại hình. Anh Sinh là mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không anh Sinh? Ca hát đồ được không? Nói chung thì nhạc nào mình chơi được chị. Ok, vậy thử hát một đoạn nào đó đi anh. Dạ không đâu, khi nào mà ra ngoài cảnh còn có karaoke gì đó mình hát, còn hát lại thì không hát đâu. Mình hát. Tại sao? Hát ngay đi, trời bây giờ lên sân khấu là gặp bạn gái có hát được không? Lên sân khấu thể hiện hát rồi tỏ tình này kia rồi được không? Mình nói chuyện thì bình thường lắm, nói chuyện đúng bài giống như rất là chậm rãi như chị đó, là dương là mình nói chuyện chậm rãi lắm, mình không nói chuyện nhanh. Với lại khi mà gặp đám đông thì biết nói chuyện lắm, mình không nói chuyện được. Không nói chuyện được gì sao lên sân khấu, lên truyền hình được. Mình phải tự nói chuyện với MC, nói chuyện với bạn gái, rồi phải ca hát, tỏ tình đồ này kia các thứ mới được. Thì mình nói được, còn ca hát thì nên đám đông mình không thích. Tại vì cơ bản nhất là mình không thích lấy cho ta. Mình để ít nên không thích thì đám đông đâu chị. Không thích đám đông thì sao anh tham gia chương trình được? Bây giờ là cái này là mình cần thêm những cái đó để tạo không khí này kia cho nó vui. Nếu như mà anh được chọn á, thì là sẽ có biên tập trao đổi kỹ nội dung với mình hơn. Thì là mình cố gắng phối hợp với biên tập ha, để chuẩn bị cái nội dung cho mình nó thật là tốt, nó hay khi mà mình lên sân khấu nha. Cái này là tự mình chủ động thôi chứ không ai bắt ép nhau hết trơn đó. Cái này là tham gia là tự nguyện, chủ động ha. Chứ còn lên đó mà cứ buồn buồn nhát nhát này kia, ở dưới là khán giả ta ngồi ta nghe ta ngủ hết. Dạ, không, cho nên là mình sẽ ngủ, mình tán gái mới dễ chơi. Còn mình thích tán gái khó lắm. Thì là phải tương tác với MC, phải ca hát rồi này kia cho em nữa, thêm nữa. Chứ còn vậy là hơi hiền quá nha. Cho nên là nếu mà có biên tập, mình sẽ có một biên tập phụ trách và sẽ trao đổi kỹ nội dung với mình nha.
thì là mình cố gắng mình phối hợp với biên tập để mà chuẩn bị tốt cái nội dung của mình ha. Thì biên tập sẽ là cái người tìm bạn gái phù hợp cho mình luôn đó, cho nên là mình cố gắng phối hợp với biên tập nha. À dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Ừ rồi, ok, cảm ơn anh Sinh. Có thông báo gì chương trình sao? Sinh năm mấy hả? À 16 anh. Ở Đồng Tháp, anh làm công việc gì? À, buôn bán chậu kể chứ. Mua bán cái gì ạ? À? Mình nói dùm lại ạ. À, chậu kiển nè, chậu để trồng cây đi á. Ừ. Có bán chậu đồ thôi hay là bán cây luôn ạ? Trồng cây đi bán. Rồi, mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình dùm em đi ạ. À. Gì? Cấp vé bị nhắc nhở gì vậy? Nhắc nhở hồi mình giỏi được cái gì á, ví dụ như là mình chăm chỉ, nhiệt tình hay là như thế nào, mình có tật xấu gì không ạ? Ví dụ như là mình giỏi mua bán nè, rồi là chăm sóc cây kiểng đồ này kia các thứ được không? Nấu nướng bếp núc này kia các thứ được không? Nắp khang nấu thì được mà không được ngon. Thì được sửa điện đốt. Rồi có tật xấu gì không anh? Nhậu nhẹt, hút thuốc rồi có không? Không, chỉ có uống là chút xíu là hút thuốc, nhậu kết. Rồi đường tình duyên của mình như thế nào ạ? Mình có kết hôn lần nào chưa hay là à, có kết hôn lần mình ly hôn được 3 năm mà. Rồi sao mà ly hôn vậy anh? Có con gì chưa ạ? À được đứa con. Mình tự chủ động chia sẻ giùm bên em đi, nói sao để tụi em hiểu được cái cuộc hôn nhân của mình nó như thế nào nha. Đừng chờ tụi em hỏi. Hai vợ chồng giống như là không đồng quan điểm á, cho nên thấy không hợp thôi chia tay. Sống với nhau được cụ thể là quan điểm dễ gì? Không ăn việc làm á, sống chung với nhau được 7 mới ly dị nay được 3 năm. 7 năm luôn mà ông chỉ đúc kết là có một câu không cùng quan điểm. Vậy trước đó có cùng quan điểm hay không? Đó, nó cụ thể là cái gì? Cụ thể ngoài cái không cùng quan điểm đó, tại sao mình không ngồi để mình thống nhất cho chụp cùng quan điểm? Tại trước mình cũng ở được 7 năm mà, chứ không được rồi thôi, về chắc chừng năm là chia tay rồi. Cái này đâu phải anh đâu mà, tại anh đúc kết lại, nhưng mà cuối cùng thì bên kia ta không chịu, ta không chấp nhận, thì mình đồng ý cho người ta ra đi. Bây giờ mình ép buộc ta sống luôn mình hạnh phúc. Ờ, vậy là do là cô kia, nhưng mà là anh cụ thể ra đi, anh nói cái gì mà cô không đồng ý? Tại lúc trước đây là gặp một năm chung công ty, sau này luôn anh mới về, sau khi kết hôn về nhà anh mới tạo công ăn chuyện làm ở nhà và giữ con, đưa lướt con đi học. Sau này vợ không có chịu ở nhà đi học đòi cho làm công ty. À nhưng mà bây giờ là anh về nhà làm á, là tiền nhiều hơn đi làm công ty không? Nhiều ha, tại vì công việc mình nó ổn định hơn công ty. Ủa vậy mà vợ anh là không chịu hả? Vợ anh là muốn đi làm. Muốn đi làm công ty. Tại vì anh làm công ty nó vui, chứ mà ở nhà không vui. À rồi. Rồi ok. Rồi bây giờ ly dị được mấy năm rồi, tại sao không có tìm hiểu ai hết hay sao anh? À, tại ly hôn được 3 năm nay rồi, tại công việc nhà chứ đâu có thời gian. Ngoài mắt đưa rước con đi học, không có. Ừ. Rồi nhưng mà con cái thì bây giờ là anh nuôi hết hay là chị có nuôi gì không? Không, không, chị nuôi à. Rồi ủa sao là lúc đó anh dành con hay là sao, hay là chị đó không cần con luôn? À, lúc đầu cho nên anh nuôi luôn. Rồi, thôi bây giờ anh muốn tìm một người bạn gái tiếp theo như thế nào? Anh nêu rõ ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn giùm em nha.
chỉ làm ở nhà với anh hoặc là công việc khác như là buôn bán hay là bất cứ công việc gì cũng được, nhưng mà cũng làm công ty. Về hình dáng thì sao cũng được, miễn vừa nhìn là được rồi. 40 chục tại khoảng 40 đó. Rồi người đó cũng ly hôn, người đó ly hôn đang nuôi con được không anh? Được. Rồi anh có ca hát gì được không? Hát được mà dở lắm. Rồi giờ có hát được không? Hát vài câu được không? Không đâu phải. Rồi thôi được rồi, nếu được chọn á, thì chắc là cũng tập vợt thì cũng lên sân khấu mình cho mình vui vẻ đầu lên ha. Nếu như được chọn nhiệt tình. Kể rồi nó chủ động một chút nha.